ngày 27 tháng 8, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuân, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện cùng các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã có buổi gặp mặt, động viên cán bộ y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện và Bệnh viện Đa khoa huyện tham gia hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Trong đợt tham gia đoàn công tác phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đợt này, huyện Định Hóa có 4 cán bộ, trong đó có 1 bác sĩ và 2 điều dưỡng, 1 y sĩ. Đây là các y bác sĩ có trình độ chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm. Trước khi lên đường làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, các cán bộ y tế đã được tập huấn, hướng dẫn các quy định về chuyên môn, quy trình kỹ thuật phòng chống dịch COVID-19. Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt cho lãnh đạo huyện, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuân, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đã biểu dương, đánh giá cao tinh thần, tình nguyện của các chiến sĩ áo trắng trên tuyến đầu phòng chống dịch bệnh. Đây là nghĩa cử cao đẹp, không chỉ thể hiện phẩm chất tốt đẹp của đội ngũ cán bộ ngành y tế, mà còn là tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Định Hóa trong công tác đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Đồng chí Bí thư Huyện ủy lưu ý, cơ quan trung tâm y tế huyện và địa phương nơi cán bộ y bác sĩ đang công tác cần quan tâm, hỗ trợ gia đình của các thành viên khi cần thiết. Tại buổi gặp mặt, các đồng chí lãnh đạo huyện và đại diện các cơ quan, đơn vị đã tặng hoa, quà, động viên các y bác sĩ lên đường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.